Tôi xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách login trong Tutotech Moodle phiên bản mới. Thì đối với phiên bản Tutotech Moodle mới thì tôi không có dùng file login.xml nữa, mà tôi sẽ log tự động dựa vào cái tên của cái file. Nó sẽ trùng với cái tên DLL chúng ta muốn log. Ví dụ ở đây nó có cái tên, tôi có một cái ví dụ này. Đây là một cái phần mềm để sử dụng ở đấy thông tin có kho. Và phần mềm này tôi có cái file là file hotfiledetail.dll. Thì mọi người copy cái tên này lại, sau đó mọi người tạo cho tôi một cái file text bất kỳ, tạo một cái file text, rồi mọi người bắt cái tên ấy vào chấm dll luôn nha mọi người, rồi chấm thêm một cái nữa là chấm phía sau cùng là chấm bl là plugin đấy. Thì cái tương tác mô đồ nó sẽ dựa vào cái tên file này, nó sẽ hiểu đây là cái file dùng để load cái dll này lên. Thì mọi người kích vào đây, cái chuột phải và edit ở trong đây, edit cái nội dung của nó. Thì mọi người có thể là muốn log cho phiên bản từ 2012 trở xuống á, thì mọi người gõ cho tôi là 18. Còn mọi người muốn log từ phiên bản 2013 trở lên luôn á, thì mọi người chấm phải ở đây và nhập ở đây là 19. Là như vậy là chúng ta có thể là log cho cả hai phiên bản 18 và 19, là từ 13 trở lên nè, và 18 là từ 12 trở xuống. Còn mọi người muốn log nói chung như vậy thì mọi người gọi chữ phone như thế này là mọi người lưu lại, được chưa? Hoặc là mọi người chỉ muốn log cho phiên bản từ 2013 trở lên, mọi người gõ đây chữ 19 và mọi người lưu lại, được chưa? Ở đây tôi muốn log cái này là cho tất cả phiên bản, tôi gọi chữ phone ở đây và tôi lưu lại, tôi đóng. Và sau đó chúng ta sẽ vào cái phần AutoCAD và chúng ta vẫn net log cái file cho từng cái mô đồ bình thường thôi. Thì như vậy thì nó sẽ tự động log cái plugin là có con detail đó lên, tại vì ở đây chúng ta đã có một cái file chấm bl này sao này, để chúng ta dẫn được cho nó. Mọi người ở đây bấm phím F2 để xem nó log được không. Ở đây là cái lệnh này, và ở đây cái lệnh này của cái plugin có con detail này, được chưa? Còn đây là những lệnh mà lệnh của tôi tìm khác, được chưa? Rồi, xin chào mọi người.